ông Nhất Nguyên nhận 100 triệu có lập biên bản phạm tội quả tang, ban ngành chức năng ký đủ. Tôi hẹn với các bạn ngày mai tôi sẽ úp cái tờ đó, bởi vì trong cái chứng cứ á tôi rất nhiều, tôi kiếm không ra. Chờ tôi một chút, cha mẹ bạn mắc bệnh tâm thần. Có giấy. Tờ. Yên tâm bạn sẽ được hưởng tài sản. Đó. Có một cái tờ giấy, có một cái biên bản bắt phạm tội quả tang nha. Bắt phạm tội quả tang gồm có ban ngành đoàn thể lập, sau khi đó mới có một cái lệnh, có cái quyết định khám xét tôi đã úp lên. Và khi có cái quyết định khám xét đó mới mời về công an huyện làm việc. Sau khi làm việc xong, trả tự do, tôi lại bắt lại về điều 331. Xin mời các bạn đọc trong cái khiếu nại nha. Đọc cái trong cái khiếu nại của nhóm luật sư, công an huyện Đức Hòa có trả lời khiếu nại về vấn đề này. Cho nên cái vị luật sư này làm ơn đọc kỹ tố tụng giùm cho tôi nha. Rồi tiếp theo, có nghĩa là sau khi bắt phạm tội quả tang, lập biên bản, cái biên bản đó tôi sẽ úp sau, có viện kiểm sát, có công an, có chính quyền đoàn thể đầy đủ hết, bắt phạm tội quả tang 100 triệu đó. Có nghĩa rằng là đã phát đây. Như thế nào gọi là bắt người phạm tội quả tang? Là bắt người khi đó đang thực hiện tội phạm, hoặc sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện và truy đuổi. Bắt người phạm tội quả tang là một trong những biện pháp ngăn chặn được cơ quan tố tụng áp dụng để kịp thời ngăn chặn tội phạm bỏ trốn, gây khó khăn cho việc cơ quan điều tra. Phải có lệnh bắt thì mới có quyết định trả tự do. Nếu không có quyết định bắt thì không có cái quyết định trả tự do. Và khi phạm tội quả tang như vậy, có biên bản hầu như là mười mấy người đó ký vô, thì tôi mới nói ủa sao đâu, đứng ở đâu sẵn đâu mười mấy người. Thường á, nếu mà phạm tội quả tang là chỉ có mấy người thôi đâu, quá trời đoàn thể, viện kiểm sát này nọ kia. Và trong trường hợp công an xã, phường, thị trấn, đồn công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang thì thu giữ, bảo quản tài liệu đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật. Có phải là cái hoạt động tố tụng, cái hoạt động điều tra đã diễn ra không? Bởi vì sau khi bắt Nhất Nguyên nhận số tiền 100 triệu đó, có cái biên bản ký phạm tội quả tang của mười mấy người, đoàn thể, ban ngành đầy đủ. Của ông Hồ Phước Lợi đó. Sau đó có lệnh bắt. Có lệnh bắt mới có lệnh khám xét. Mời về công an huyện làm việc mới có cái quyết định trả tự do. Sau đó bắt lại về điều 331. Nha luật sư Âu Quang Phục. Rồi tiếp theo nè. Hành động pháp lý, hai thủ tục pháp lý hoàn toàn khác nhau. Và sau khi giữ người được trong vòng là 24 giờ thì người ta mới xác minh. Xong rồi người ta thấy rằng sau khi xác minh điều tra đó là có căn cứ xác định không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho nên cái chuyện bắt quả tang này cứ để đó.
đề đó cơ quan chức năng sẽ làm rõ về sau. Còn bây giờ tôi trả tự do cho anh để anh quay trở về với cuộc sống gia đình, cuộc sống của xã hội của anh. Anh muốn làm gì đó anh làm. Không, hai con chuyện hoàn toàn khác nhau, không đồng nghĩa với cái việc trả tự do là người này không có tội nha. Hiểu như vậy là sai nha. Trời ơi, các bạn có biết không? Tôi sợ luôn đó. Bắt người trong phạm tội trường hợp quả tang mà lại trả tự do cho người ta về cuộc sống bình thường. Trời ơi, tôi sợ luôn rồi đó. Thế các bạn thấy có trường hợp nào bắt người phạm tội quả tang sau đó rồi trả tự do cho cơ quan chức năng để đó, đóng thùng để đó? Sao đó rồi cho người ta trả về cuộc sống bình thường không? Cô lên mạng á, cô lập luận ngược lại để dẫn dắt dư luận là tại sao đó người ta có tội mà bây giờ lại là trả tự do cho người ta? Hiểu như vậy là hiểu sai hoàn toàn nha. Không phải có tội mà có hành vi phạm tội. Không đúng đắn như vậy chúng ta có thể vi phạm pháp luật đó. À, người ta trong trường hợp này quyết định trả tự do là hành động trả người khác về với gia đình, đó chính là hành động pháp lý bằng một cái quyết định là trả tự do. Nhưng lý do để người ta trả là một chuyện khác nha. Lý do trả là gì? Là sau khi tiến hành điều tra không có căn cứ xác định, không cần có căn cứ xác định không cần thiết nữa, có nghĩa là giữ hay không giữ điều đó không quan trọng, tôi cứ trả anh về với tự do đi. Còn cái việc xác minh điều tra tôi sẽ tiến hành lại để coi coi anh có tội hay không, chứ không phải rằng là trả tự do một cái là đồng nghĩa với việc là anh là vô tội ha. Không có đâu nha, mọi người đang dẫn dắt đấy. Trời ơi, tôi lại ông nội này luôn. Định này lên rồi theo cái quan điểm là gì? Đang nói là hành vi phạm tội thôi nha. Lập luận như vậy là lập luận sai. Ha, lập luận như vậy là lập luận sai hoàn toàn, dẫn dắt dư luận, chia sẻ kiến thức pháp luật không đúng. Như vậy là luật sư Âu Quang Phùng là đúng đó. Trả tự do, nhưng mà lý do trả tự do là gì? Là không cần thiết phải giữ anh. Bởi vì trả anh về với xã hội đi, anh muốn về anh tu cái gì đó anh tu, anh về anh muốn làm gì đó anh làm, tu đạo nào cũng được cái đó. Ha, nhưng cần có vi phạm pháp luật nha. Tu mà vi phạm pháp luật, có đạo hay không có đạo. Vậy bây giờ á, nói chuyện là phải dẫn đưa chứng pháp luật ra. Thế luật sư Âu Quang Phục, cậu nói pháp luật rất đúng, thì cậu cho tôi biết. Thôi kể cho tôi dở đi, cậu cho tôi biết cái điều nào mà bắt người trong phạm tội quả tang rồi đã tiến hành hoạt động điều tra, bởi vì thấy có hành vi phạm tội, đã có lệnh bắt, khám xét, tạm giữ rồi, mà bây giờ lại đã tiến hành hoạt động điều tra rồi, mà bây giờ lại trả tự do về cho với người ta sống với lại gia đình đi. Muốn tu cái gì thì tu. Vậy cậu cho tôi biết cái điều luật đi. Nói chuyện chi làm ơn á. Cậu nói cái này dẫn dắt thì cậu cho người ta biết điều luật. Chứ cậu làm như vậy để cho người dân người ta hiểu rằng là khi mà có bị có một cái hành vi đó là tôi có xin lỗi các bạn nha, tôi đã bị một cái kẻ tâm thần, chắc là cha mẹ của người này nè, thả ra đi rong, cho nên á nó lựa lúc mà tôi đang like với các bạn nó nhắn tin. Bởi vì tôi thấy rất là tội cho cha mẹ của người này bị bệnh tâm thần rồi tâm sự với tôi, phải không? Thì để tôi chặn, bởi vì đối với những người mà tâm thần như thế này á, mình có trả lời đi chăng nữa thì nó cũng vô ích. Với lại có một cái nữa, đừng chơi trò dơ bẩn với tôi. Tôi hỏi các bạn nè, tôi thì rất ít mua hàng online. Chiều nay, mấy hôm nay luôn, tự nhiên gọi điện thoại qua số điện thoại của tôi, giới thiệu là giao hàng tiết kiệm, yêu cầu tôi cho địa chỉ nhà tôi để giao hàng cho nhanh. Tôi mới nói em là giao hàng tiết kiệm mà em xin địa chỉ nhà tôi để giao hàng cho nó nhanh à. Vậy bây giờ tôi mua cái gì em cho tôi biết đi. Kêu rằng là chị cứ cho địa chỉ đi, tôi sẽ đến giao hàng cho chị. Tôi mới nói cái trò này á, nó hèn lắm. Em giao hàng cho tôi, em nói em là giao hàng tiết kiệm, em lại đi gọi điện thoại cho tôi, em hỏi địa chỉ nhà tôi ở đâu để em giao. Cái trò này á, em chơi với mấy đứa con nít, chứ em đừng có chơi với tôi. Đó. Rồi ngày hôm qua có một đám nữa,
thay phiên nhau gọi điện thoại. Nó nói là nó là công an, nó có đưa hình, nó ép ra Zalo mà tin nhắn lạ, chụp hình công an, hỏi tôi là làm ở văn phòng nào. Tôi hỏi để làm gì. Cái nói tôi mới nói là tôi không có làm văn phòng nào hết. Nói là bây giờ cần, bây giờ muốn gửi lại, gửi lên cho tôi một số giấy mời. Tôi hỏi mời đâu. Nói là mời lên công an làm việc. Tôi hỏi công an nào. Ngồi nói vòng vòng. Tôi mới nói ngu quá thì ngu vừa thôi, đừng có ngu quá. Công an nào? Muốn thưa thì thưa ở đâu? Nên nhớ rằng là A05 đó là cục cả. Nó là, đó là thuộc Bộ Công an. Mà hiện nay công an các tỉnh thành đều có phòng an ninh mạng. Nếu như giống như cái giọng của cái con đàn bà nói ở trên kênh của bà Dương Mai á, là tôi có nhiều đơn thư nặng ký nhất do gửi lên A05, thì A05 sẽ chuyển, có một cái lệnh, có một cái công văn chuyển hồ sơ xuống cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì công an thành phố Hồ Chí Minh đã có phòng an ninh mạng. Tôi là công dân của thành phố Hồ Chí Minh, tôi vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh xử. Tôi không có đi lai dạo nha, tôi không có lai dạo ở địa bàn này, tỉnh kia, mà đến A05. Và ngày hôm qua tôi đã kiểm tra, không có một lá đơn nào thưa tôi cho đến ngày hôm nay luôn. Quăng bom, hù dọa thì cũng lựa người nha, cũng lựa người. Lúc trước cái tình trạng hù dọa, quăng bom, đưa cái tấm hình ông Thủy Phan chụp hình với lại một vị bộ trưởng công an, treo lên hù dọa hết người này người kia. Hù dọa ai chứ đừng hù dọa tôi. Bây giờ cứ nói thưa ở đâu, tôi đến tận nơi tôi hỏi. Hôm qua mới nói thưa A05, hỏi ngay, sợ gì không hỏi, thưa mình mà. Cho nên đừng chơi mấy cái trò dơ bẩn. Ok chưa? Tôi nói rồi đó. Nguyễn Phương Hằng mà còn chưa hù dọa được thì đừng có nói là ai. À, nó đợi là tôi la cái nó nhắn tin. Lý do đã tự do là gì? Là không cần thiết phải giữ anh. Bởi vì ta anh về với xã hội đi, anh muốn về anh tu cái gì đó anh tu. Anh về anh muốn làm gì đó anh làm, anh tu đạo. Mắc có phạm tội quả tang rồi, tiến hành hoạt động điều tra rồi, rồi trả về với xã hội đi tu. Có đạo hay không có đạo thì cũng bị xử lý theo pháp luật mà thôi nha. Rồi, như vậy chúng ta quá rõ ha. Đừng có lấy cái quyết định mà trả tự do này để lập luận đánh lợi con em rằng là tại sao nhóm người ta có tội mà lại trả tự do. Dạ thưa, hành vi nha. Hành vi phạm tội. Đừng để người ta dẫn dắt. Ừ. Đó là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa, tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện này. Hôm nay cũng có nhiều người yêu cầu là Thượng tọa Thích Nhật Từ với Hòa Thượng Thích Minh Thiện phải ra tòa để chứng cầu người khác bồi thường thiệt hại thì người đó phải chứng minh. Còn trong trường hợp này, thân chủ của tôi đâu có yêu cầu bồi thường thiệt hại đâu, mà bắt thân chủ tôi phải chứng minh. Cái điều đó là điều vô lý. Không cần phải chứng minh. Nhưng khi mình đã làm đơn tố cáo người khác trong phiên tòa đó, cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đã ưu ái cho hai vị này. Khi cho dù không có nghĩa vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng vẫn phải có mặt ở tòa. Bởi vì cần làm rõ một số vấn đề. Bởi vì chính hai vị này đã làm đơn tố cáo những người trong tỉnh Thất Bồng Lai về vấn đề xúc phạm Phật giáo. Mà trong hai phiên tòa, cái vấn đề mà về Phật giáo có nhiều tranh cãi, đã mạnh dạn làm đơn tố cáo người ta thì phải mạnh dạn ra tòa để đối chất. Thưa mà không dám ra đối chất. Luật sư chỉ là người bảo vệ quyền lợi cho thân chủ ở trước tòa, không phải là người đại diện
trả lời. Đã thưa, đã dám mạnh dạn làm đơn thưa thì phải dám mạnh dạn ra đối mặt. Tại sao làm đơn thưa rồi mà lại không ra, không dám ra đối mặt với người mình đi thưa ở ngay hai phiên tòa luôn, mà lúc ở đối với lại cái tội 331 thì không cần phải khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Cơ quan chức năng thấy có hành vi vi phạm pháp luật là khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhưng ở đây ông Trần Ngọc Thảo và ông Thích Minh Thiện đã làm đơn một ơn, ông Thích Minh Thiện là gửi công văn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của những người ở trong tỉnh thất Bồng Lai. Ông Trần Ngọc Thảo là làm đơn tố cáo rất nhiều hành vi, thậm chí là có dấu hiệu loạn luân, yêu cầu xét nghiệm ADN bắt buộc và xúc phạm về Phật giáo. Ông Trần Ngọc Thảo đã làm đơn tố cáo. Thì ông Trần, cho dù ông Trần Ngọc Thảo không yêu cầu bồi thường, thì ông Trần Ngọc Thảo đã được xác định là người bị hại. Người bị hại có làm đơn tố cáo thì phải áp dụng điều 63 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Người bị hại phải có mặt ở tòa. Người bị hại vì lý do trở ngại khách quan không có mặt thì phải có đại diện. Đại diện ở đây không phải là luật sư, mà người đại diện đó phải trả lời được các câu hỏi. Phải áp dụng điều 63 chứ không phải điều 209 mấy đâu. Đã có hành, đã có gan chơi là phải có gan chịu trách nhiệm ra tòa trả lời cho hội đồng xét xử cộng với lại bị cáo, bởi vì mình đã làm đơn tố cáo người ta về cái hành vi phạm tội là xúc phạm Phật giáo, giả mạo, thì mình phải ra hiên ngang đối chất với lại người phạm tội để cho người phạm tội tâm phục khẩu phục. Rõ ràng các cậu nói như thế này, làm như thế kia, ông Lê Tùng Vân làm như thế này kia là đã xúc phạm đến Phật giáo. Cậu nói tôi ngu như bò là cậu hổn, cậu phải xin lỗi tôi, cậu xúc phạm tôi rồi. Đã có gan làm đơn thưa thì phải nên ra tòa đối chất. Ở đây hai phiên luôn không đối chất, không ra tòa, làm đơn vắng mặt hết. Sau đó rồi trên một cái Facebook có tích xanh đăng một cái bài thơ có nghĩa rằng là đáp trả lại cái câu của Trùng Dương thì phải, là chơi như vậy ai chơi lại. Nếu đã không không có muốn ra tòa để đối chất với lại bị cáo thì đừng nên làm đơn thưa nha. Đừng nghĩ rằng là không có yêu cầu bồi thường thiệt hại là không ra. Nhưng phiên tòa phúc thẩm, sơ thẩm và phúc thẩm đã quá ưu ái cho hai vị này, cho nên bây giờ cái vấn đề nó Phật, về vấn đề Phật giáo cũng chưa có thuyết phục được cho bị cáo. Bị cáo chưa thuyết phục được và cũng chưa thuyết phục được cho những người nhân dân theo dõi cái trực tiếp phiên tòa này. Nếu như hai vị thượng tọa này hiên ngang bước ra tòa trả lời dõng dạc cho nhân dân biết là cái hành vi các anh nói như thế này, nói như thế kia trong ba clip là các anh đã xúc phạm đến Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân mặc cái áo như thế này, ngồi trên cái như thế kia là đã mạo danh Phật giáo, mạo danh Đức Phật. Có như vậy nhân dân không phải là hết, đa số nhân dân trong đó có tôi và bị cáo sẽ tâm phục khẩu phục về vấn đề Phật giáo. Chứ hiện nay về cái vấn đề Phật giáo còn đang chưa ngã ngũ, tranh luận với nhau. Thậm chí những cái người theo đạo Phật
gọi là giáo dân họ có quy y luôn rồi đó, họ còn không tâm phục khẩu phục, thì những người như chúng tôi không hiểu gì hết thì làm sao mà tâm phục khẩu phục được. Bởi vì nếu như hai vị thượng tọa này hiên ngang bước ra giải thích thì là không ầm ĩ cái gì hết, không có cái chuyện mà chơi như vậy ai chơi lại đó. Sai quan tôi, mọi người đồng ý với quan điểm của tôi không? Mà quan điểm của tôi được tòa án chấp nhận mà, bởi vì quan điểm đúng đắn theo pháp luật thôi. Khi mà anh chị yêu cầu người khác bồi thường thì anh chị phải chứng minh là có thiệt hại, đúng không? Mình muốn người ta bồi thường cho mình thì mình phải chứng minh là có thiệt hại. Ví dụ nè, anh chị đi một chiếc xe mà một cái chiếc xe nó lớn hơn, nó quẹt với anh chị, xe anh chị bị hư, thì anh chị yêu cầu người ta bồi thường là trong trường hợp đó mình biết vậy đó. Tôi cho rằng là đây chính là một vấn đề rất là nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Bản thân là phải khi chia sẻ về góc nhìn xã hội đó, đôi khi người này ý này, người kia ý kia, thì đó chính là một cái sự góc nhìn xã hội để có thể ăn đúng tôi sai. Nhưng mà góc độ pháp luật là chỉ có đúng hoặc là sai trong từng trường hợp cụ thể thôi, nó không phải là vấn đề góc nhìn xã hội nữa. Góc nhìn xã hội có nhiều góc nhìn lắm, góc nhìn về cái bình đẳng giới từ Phật giáo, góc nhìn... Nếu như vậy thì luật sư Vlog hãy đưa ra quy định của luật tố tụng hình sự. Chứ tôi thấy luật sư Vlog chuyên ngành là lao động và chuyên ngành là về lao động và hợp đồng, nói chung là về doanh nghiệp, mà luật sư Vlog nhảy vô về cái vấn đề hình sự, nó mới xảy ra một cái tình trạng là nếu tôi nói Chúa ngu như bò, quý vị nghĩ sao? Không ai mà đi nói câu đó trước tòa hết để tranh luận với lại luật sư bên bị hại, luật sư của bị cáo hết. Để trong cái phiên xử đó, luật sư của bên bị cáo đòi lập biên bản, đòi phải thư ký vô phiên tòa. Đó. Giống như là tôi bây giờ kêu tôi làm về doanh nghiệp, tôi từ chối sạch. Bởi vì tôi không có hiểu nha. Bình đẳng giới từ nhà nghiên cứu xã hội học, góc nhìn mình đã khá là thú vị khi tôi nghe một số thông tin. Đây, thông tin đầu tiên đó là thông tin về cái vấn đề là sau khi kết thúc phiên tòa, tính đến thời điểm hiện tại là không có bất kỳ một tội lụm lôn, một tội lừa đảo nào cả. Thì câu đó là đúng hoàn toàn đó, câu đó hoàn toàn là đúng đó. Nhưng mà nghe cũng là mê mê hồ hồ hay là mơ mơ hồ hồ đó, thì có vẻ như là rất là khó chịu đó, đúng không? Tôi sẽ giải thích cái câu chuyện này rõ hơn cho mọi người hiểu. Thật ra câu này là đúng đó, nhưng mà đúng ở cái góc độ là gì? Góc độ là sau khi kết thúc phiên tòa chỉ có không phạm vào các tội khác, chứ còn có phạm nữa hay không lại là câu chuyện bỏ lửng hoàn toàn ở cái bế sau nha. Tôi sẽ nói rõ hơn. Rồi, câu chuyện thứ ba đó là câu chuyện mà người ta dẫn dắt về vấn đề là tại sao trao trả tự do cho Nhất Nguyên rồi thì đồng nghĩa với việc là Nhất Nguyên vô tội không? Cái này là dẫn dắt quyết định trao trả tự do là một quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền trả tự do cho anh quay trở về với gia đình để anh tiếp tục con đường tu học của anh. Và lý do người ta trả đó chính là gì? Là có căn cứ xác định không cần thiết áp dụng, đúng không? Không cần thiết áp dụng để ngăn chặn anh, để giữ anh, chứ không phải trả tự do đồng nghĩa với việc là anh vô tội. Hai câu chuyện này nó hoàn toàn là khác nhau nha. Đừng tôi lấy cái quyết định trả tự do này để dẫn dắt dư luận nha. Ủa các bạn, tôi hỏi thôi, bây giờ tôi không nói cái pháp luật nữa, giờ tôi hỏi các bạn nè, khi cơ quan chức năng đã bắt Nhất Nguyên có hành vi nhận 100 triệu tiến hành hoạt động điều tra, mà khi mà bắt phạm tội quả tang như vậy, có cơ quan đoàn thể có biên bản bắt phạm tội quả tang luôn, sau đó mới tiến hành hoạt động điều tra, tiến hành lệnh bắt, có bắt thì mới có trả tự do, không bắt thì không bao giờ có ra quyết định trả tự do. Và tiến hành hoạt động điều tra đó là khám xét, mời lên lấy lời khai, xong đó rồi trả tự do. Có nghĩa rằng là, ủa nếu vậy không sợ Nhất Nguyên trốn hả? Sau đó bắt lại về điều 331. Bây giờ chúng ta hãy tạm bỏ qua cái điều 331 đi. Nếu như không có truy tố điều 331, không khởi tố vụ án, khởi tố bị can về điều 331 và bắt Nhất Nguyên về điều 331, trả tự do như, cho Nhất Nguyên như vậy thì không sợ Nhất Nguyên trốn hả? Cơ quan đã tiến hành điều tra rồi
đã tiến hành hoạt động tố tụng rồi. Ý, xin lỗi, đã tiến hành hoạt động điều tra rồi. Và trả tự do. Trả tự do theo như luật sư Vlog nói ở đây, có nghĩa rằng là cho anh về hòa với cuộc sống bình thường. Không có nghĩa là anh không có phạm tội. Ủa vậy nhớ mà Nhất Nguyên trốn mất tiêu thì sao? Nhất Nguyên trốn qua Campuchia, trốn qua Trung Quốc. Là nói lệnh truy nã đúng không? Vậy lấy cái gì truy nã? Cái quyết định trả tự do của người ta rồi à? Chị nhìn thi nã gì? Lần đầu tiên tôi thấy á, có nghĩa là có hành vi phạm tội rồi, cơ quan chức năng để ở đó không cần thiết phải tạm giữ anh để điều tiến hành điều tra tiếp, mà là trả tự do cho anh về để anh tu tập, anh hòa đồng với cuộc sống. Nhưng mà anh vẫn phạm tội. À, nhưng mà anh vẫn có hành vi phạm tội là bởi vì anh nhận 100 triệu đó, cơ quan chức năng đóng hộp để đó để dành, lâu lâu ghét cái đem anh ra nhéo một miếng khởi tố vụ án tiếp. Mà khởi tố vụ án lần này nó vui một cái là căn cứ theo cái kết quả giám định ADN đó, bằng chứng là cơ quan chức năng. Có phải bạn học mãi mà không thể nói được những câu tiếng Anh đơn giản như thế này không? Lừa đảo kiếm đoạt tài sản rồi đó, chứ phải không đâu. Đó chính là một quyết định tố tụng đó. Dạ xin thưa, cái ngày 3 tây tháng 1 là bắt đầu bắt phạm tội quả tang. Đây, cái clip qua cái clip này. Alo thầy, chào thầy ạ. Ông anh nói là 2 ngày nữa là anh có mua xe ô tô đó, xong rồi anh lấy bản số rồi anh đi, hai người đi vào được không thầy? Hai người tới nha, tới nơi thầy được không? Được chứ, cái đó thì được. Đi hai người gửi qua, nếu mà không gửi được mà đi mà không có tiện á thì thầy sẽ đi ra thầy lấy cho sao đâu. Nhưng mà tại vì ông anh lấy sẵn dịp đem đồ lặt vặt tinh tinh rồi đi ăn á, rồi xong rồi đem tiền luôn cho nó tiện khỏi mất công. Hiện tại thì đây mình không có, mình chỉ vô mình đứng ngoài cửa rồi mình gửi đồ thì được, chứ không có thăm, không có cho mà mấy bé nó chiên ra ngoài. Hiện tại bây giờ là mình vẫn là chưa có tiếp khách bởi vì còn dịch bệnh á, rồi trong trên mạng những ồn ào này kia nọ, cho nên mình cũng kỹ lưỡng hết. Mà có hai người mà vào cũng được, nãy giờ người ta cũng đâu có, mình đâu có thuộc diện là bị giãn cách đâu, bị nhiễm đâu mà mình nó không cho mình vô. Không, bất kỳ ai cũng được vô, nhưng mà tại cái sư phụ là chưa cho tiếp khách, chưa có cái lịch tiếp khách. Thời điểm này nó cũng nhạy cảm rồi cũng dịch bệnh đó, cho nên mọi người kỹ vậy mà. Tại vì ông anh ấy thì chưa có đứa nào nó chích hết trơn á, không biết sao chưa có cho nó chích nữa. Chưa, tại nó 12 tuổi mới đủ tới tuổi mà. Cũng lo là vậy. Thôi là cũng như mấy thầy chích hết rồi, mấy thầy có thể đi ra ngoài gặp này kia nọ thì cũng dễ đi đường cũng được. Còn nữa cũng không dám ra đường luôn đấy. Mà lý trường hợp mình đến thì mình không vào được hả thầy? Mình đến thì mình ở ngoài cửa, không có cho vào trong đó. Nhất là sợ dịch bệnh nó chứ không gì. Mấy đứa bé thì nó không có, nó còn nhỏ là nó không có chích ngừa, cho nên lo nó. Lo cho tụi nó thôi, chứ mình lớn. Mình nói lại với ông anh coi, đứng cửa đưa đồ với đưa tiền xong rồi mình đi, chứ mình không được vào thăm bé không thầy? Đó, đây là clip ghi âm này gồm có 3 clip. Từ cái ghi âm này thì Nhất Nguyên mới ra nhận 100 triệu này. Là cái hành vi này xảy ra từ tháng 1 nha. Cái hành vi này 100 triệu nó xảy ra từ tháng 1, khi phạm tội bắt có hành vi phạm tội quả tang, lập biên bản phạm tội quả tang đầy đủ ban ngành chức năng. Sau đó khám xét nhà đó và có lệnh bắt thì mới có quyết định trả tự do, là nó tiến hành, nó xảy ra từ ngày 4 tây tháng 1, 3 tây tháng 1 đến 4 tây tháng 1 là trả tự do. Sau đó nghe đây, rồi đó là Âu Quang Phục nói, bây giờ cũng là hai luật sư của bảo vệ bị hại nói,
Và đây, mời các bạn nghe luật sư Trần Quốc Vũ nói, để đừng có nói tôi nói, mất công phiền lắm. Em nhớ rằng đó, là cơ quan chức năng công an tỉnh Long An, người ta đã khởi tố 3 vụ án. Khởi tố 3 vụ án, đó là tội lũng loan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm quyền lợi hợp pháp của cơ quan tổ chức. Thì rõ ràng là người ta đã khởi tố 3 tội danh mà. Thì giờ người ta đến thu thập tài liệu chứng cứ hoặc là điều tra những cái vụ việc liên quan tới 2 cái tội danh kia cũng là bình thường. Đâu có gì đâu mà lạ lùng ta. Mà sao mà họ cũng khiếu nại thắc mắc là báo chí họ biết sai. Đó, các bạn nghe này nha. Trần Quốc Vũ nói như vậy. Em nhớ rằng đó, là cơ quan chức năng công an tỉnh Long An, người ta đã khởi tố 3 vụ án. Khởi tố 3 vụ án, đó là tội lũng loan, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm quyền lợi hợp pháp của cơ quan tổ chức. Thì rõ ràng là người ta đã khởi tố 3 tội danh mà. Thì giờ người ta đến thu thập tài liệu chứng cứ hoặc là điều tra những cái vụ việc liên quan tới 2 cái tội danh kia cũng là bình thường. Đâu có gì đâu mà lạ lùng ta. Mà sao mà họ cũng khiếu nại thắc mắc là báo chí họ biết sai. Âu Quang Phục thì nói như thế này, Trần Quốc Vũ nói thế kia. Đây là hai luật sư bảo vệ cho hai vị thượng tọa là người bị hại. Trần Âu Quang Phục phải biết rằng là ngày 3 tây tháng 1 đến ngày 4 tây tháng 1 là nó đã xảy ra cái hành vi 100 triệu. Sau đó ngày 4 tây tháng 1 mới trả tự do cho Nhất Nguyên. Và sau khi trả tự do cho Nhất Nguyên rồi mới bắt lại về cái hành vi xúc phạm cơ quan chức năng theo điều 331. Như vậy chạy đâu mất à? Nó chạy đâu mất cái theo như Âu Quang Phục là người ta trả tự do cho Nhất Nguyên để cho Nhất Nguyên về hòa đồng với lại cuộc sống gia đình, muốn tu tập theo kiểu gì thì tu. Nhưng mà không có nghĩa rằng là biến gì mà biến anh. Chiều nay có biến đâu. Biến gì mà biến. Chẳng qua là cái gì, thua me gỡ bài cào. Thua me về cái bài thơ đó thì mới gỡ lại cái bài cào rồi hôm nay mới nói có biến. Có 2-3 đứa tụ tập ở quán cà phê bà Bảy. Và cái quán cà phê nó đông, tung lên là đông youtuber gì đó. Ngồi ngay quán cà phê của bà Bảy, ngay đầu đường, ngay ba chứ đâu. Biến gì mà biến. Nên tôi chỉ cười, rồi tôi quay lại. Sau đó rồi các bạn biết gì không? Ở Quang Phục nói là trả tự do cho tu tập về hoạt động cuộc sống. Trần Quốc Vũ nói là khởi tố 3 vụ án trong có lừa đảo chúng ta tài sản. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy làm sao? Là chỉ có điều 331. Còn hai còn cái mà 100 triệu này không thấy. Không thấy nó đến gì hết. Thì đến khoảng đến tháng 7 chúng ta mới được báo chí đăng. Chúng ta là người không có tiếp cận được với hồ sơ vụ án. Thì chúng ta thông qua báo chí chúng ta biết được rằng là hai cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân tạm đình chỉ. Đó là tạm đình chỉ nguồn tin tố giác tội phạm nha. Tạm đình chỉ nguồn tin tố giác tội phạm là có những cái đơn tố cáo và cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan nên điều tra cần phải điều tra, họ cần phải thu thập thêm chứng cứ, cần phải giám định gì đó thì mới tạm ngưng. Ủa vậy cái 331, vậy cái 200 triệu này nó ở đâu? Đâu mất rồi? Đã đang tiến hành hoạt động điều tra đó nha, mới có lệnh khám xét đó. Bắt đầu đến ngày 24 tây tháng 9 an ninh điều tra vô giám định ADN những người trong này. Và lúc đó báo chí đăng nha, báo chí đăng để thực hiện giám định ADN đúng theo quy định của pháp luật.
Bởi vì có những cái đơn tố giác tội phạm về cái hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái giả tu và là giả mồ côi. 10 đứa bé trong đó đó nói là mồ côi. Vì vậy cơ quan chức năng mới tiến hành giám định để coi coi mấy đứa trẻ này nó có mồ côi hay không. Chúng ta lại học thêm một cái luật mới, đó là chẳng cần phải đi điều tra mấy cái giấy khai sanh, mấy giấy chứng sanh. Ai có làm đơn tố cáo chúng ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đó, cái đứa bé đó trong nhà có hai đứa hay ba đứa gì đó, mà chúng ta một lần giận dữ đánh con á, nói là mày là tao lụm ở ngoài đường, hàng xóm nó nghe được, nó tố cáo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì của nó bao nhiêu đó, là cơ quan chức năng đè chúng ta ra đi giám định đúng theo pháp luật, căn cứ vào những cái đơn tố cáo, đè chúng ta ra đi giám định ADN để trả lời cho mọi người. Đó là hai cái đứa bé con của chúng ta, lúc mà chúng ta nói á, mày lì quá tao lộng mày ngoài đường. Rồi đến ngày 13 tây tháng 10 đi giám định rồi thì phải đưa cho mình cái kết quả chứ. Cơ quan chức năng đứng trước cửa nhà chúng ta, gõ cửa. Nhà chúng ta kính cửa cao tầng quá, không nghe được. Mới nhờ đến ủy ban nhân dân xã cầm cái loa hét lên yêu cầu ra nhận cái giấy giám định đó, mà không phải đến bằng cái xe thùng để bắt, đúng không? Bởi vì nếu như là hai chúng ta đập nó ra, nó lụm nó ngoài đường, mà nếu mà nó là con rùa